Chờ chút này, đây chờ chút, chờ chút. Bây giờ là còn 1 phút nữa là 3 giờ sáng. Đây, nhân vật của tối hôm nay test phải lên. Ok, mở lên. Đây còn đi. Rồi, bây giờ là 3 giờ 1 phút sáng. Bắt đầu test rượu về. Người test Ngô Quang Phú. Hai động cơ hai bên đã chạy. Động cơ trước chạy. Động cơ sau cũng chạy. Test servo. Ok, ổn. Hoàn thành. Tôi cuối cùng sẽ dùng đoạn dây cáp màng len 8 lõi. Rồi, vì tình hình là 3 giờ sáng cho nên là sẽ tạm dừng quay video ở đây. Quá ồn, không test max speed được.